Tên thì em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào anh bên cạnh và chào quý vị khán giả. Tên đầy đủ của em là Nguyễn Thị Hương, năm nay em 27 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai. Em sinh ra thì tại Nghệ An á. Bây giờ là em đang sống ở Đồng Nai luôn. Dạ, đúng rồi, đến thành phố Hồ Chí Minh tham gia chương trình thôi. Dạ. Mời bạn trai giới thiệu. Xin chào MC Quyền Linh và chị Cát Tường. Em tên đầy đủ là Quách Vững, đến từ Đồng Nai. Tên gì em? Ồ, Quách tên Vững gì ơi? Chắc Quách là tự Vững vàng đúng không? Dạ đúng rồi. Quách Vững, em làm nghề gì? Hiện tại thì em đang là thu gom rác ấy. Ở đâu em, làm việc ở đâu em? Dạ ở Đồng Nai chị ơi. Đồng Nai luôn. Công ty thu gom hay là cá nhân? Dạ công ty á nha. Em làm cán bộ trong đó hả? Dạ em làm bên kỹ sư môi trường. À kỹ sư môi trường. Ta giới thiệu cái chữ kỹ sư đi. Không, cái nghề này á, những cái người mà đi thu gom rác cũng là đáng trân trọng. Dạ. Đó, không? Làm đẹp cho đời, làm đẹp cho thành phố, làm đẹp cho xã hội mà. Những lúc mình rảnh rỗi thì mình làm gì anh Vững? Thường thường chủ nhật thì là ở nhà hoặc là đi vào đập thủy điện, đi ăn câu cá, đi cà phê bạn bè. Vậy là cũng có thời gian đi thư giãn ha. Điểm mạnh, điểm yếu của em? Điểm mạnh á thì nó ăn được, còn mọi người thì không biết sao đó, chứ em thì em nấu được á. Còn làm việc nhà giỏi lắm. Nấu thì được, không biết ăn sao đúng không? Làm việc phụ nữ làm việc nhà giỏi là được rồi. Dạ. Còn điểm yếu? Điểm yếu thì nói chuyện đôi khi hay bị cọc, nó giống như là nói thiếu chủ vị vậy chị. Dạ. Bạn trai, điểm mạnh điểm yếu? Em thấy điểm mạnh đấy là tính tình thì là thẳng thắn, thật thà. Làm việc thì dứt khoát. Điểm yếu của em thì nhiều lúc là hay quên. Em là quê đâu gì Vững? Dạ em quê ở Nghệ An. Em vào lập nghiệp ở trong đây lâu chưa? Dạ em vào lập nghiệp ở đây là được 6 năm rồi. 6 năm rồi. Dạ. Về tình trường thì sao? Ngày trước thì có quen hai anh. Hai anh. Thì anh đầu tiên là thời còn sinh viên á, và anh thứ hai thì quen được 2 năm. Cũng xác định là đi đến hôn nhân rồi, hai bên gia đình đều nói chuyện hết rồi. Nhưng mà do tự nhiên có người thứ ba vô. Thứ ba là thứ ba vô bên ảnh hay vô bên em? Vô bên ảnh á, người thứ ba là người yêu cũ của ảnh luôn. Em trai, em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua 2 mối tình. Mối tình cuối cùng thì là cũng kéo dài được 4 năm. Năm 2015 thì là bạn gái em được nhận suất học bổng đi du học bên Nhật ấy. Và năm đấy thì là mẹ em lâm bệnh nặng và qua đời. Ồ. Nên là em nghĩ là mình sẽ phải ở lại. Dạ. Mối tình đã tan vỡ từ đó luôn. Dạ vâng đúng rồi. Giờ thôi mình bỏ qua những mối tình đi. Chúng ta bắt đầu đến với cái mối tình này. Hy vọng nó sẽ là mối tình cuối cùng ha. Em rồi trai à. Định tìm một người yêu như thế nào? Em muốn tìm một người thiên về cái nét truyền thống này. Truyền thống. Dạ vâng. Lo lắng cho gia đình và chăm sóc. Đây em đáp ứng được. Con cái sau này. Bên đây bạn gái nói nhỏ với chị là em làm được, đúng không? Dạ. Mình cũng mẫu truyền thống. Phụ nữ thì ai cũng làm được điều này hết trơn á. Em không thích người phụ nữ quá hiện đại. Ừ. Không thích phụ nữ quá hiện đại. Và từ cái đó tính nay là bao nhiêu năm, lý do tại sao em vẫn ế? Từ khi chia tay anh đó thì 3 năm. Nhưng mà trong 3 năm đó thì cũng có quen một vài người. Chỉ dừng ở cái mức là tìm hiểu thôi. Lý do em khó tính quá hay là như thế nào? Thì cũng có bạn bè em thì cũng nhận xét là em khó. Em cũng đâu thấy em khó gì đâu. Thì em muốn tìm người bạn trai như thế nào nè? Đừng có gia trưởng quá. Không có khó tính quá trong các công việc. Không có xét nét quá đó. Ừ. Phải biết quan tâm cho gia đình. Về đến nhà là phải người đàn ông của gia đình, biết nấu ăn. Trời ơi, em đòi hỏi nhiều quá, hèn chi mà cứ tìm được. Em có đủ đáp ứng nhu cầu bên đó yêu cầu không em? Dạ, cũng được 70% đấy. 70%? Dạ. Nhưng mà hồi nãy anh có nói là anh không có thích người phụ nữ gọi là quá hiện đại. Em có xăm một cái hình xăm nhỏ, anh có chịu không? Đâu, xăm cái gì để chị coi trước coi. Xăm chỗ nào? Mà tự nhiên em nói em truyền thống mà tự nhiên... cái chút xíu à, xăm nó cổ mà có chút xíu như cái ngôi sao thôi. Nhưng mà tự nhiên tại sao em đi xăm cái hình xăm này, động lực nào? Không có động lực gì hết á, tự nhiên rồi đó đi thì con bé làm chung với em á.
nó mở cái hình lên, nó thấy đẹp quá, nó kêu chị ơi chị đi đi, cái hai chị em rủ nhau đi đến để hỏi thôi chứ chưa có ý định xăm. Họ thì thấy mắc quá thì đi về, nhưng mà cái bà chủ tiệm xăm bà kêu chứ hai đứa làm gì thì làm chứ hai đứa là mở hàng đầu tiên cho cô á. Hai chị em sợ quá xăm luôn. Trời đất ơi, sợ ta đốt phong lông đó. Sáng sớm mình sao đi, muốn đi hỏi thăm thôi, ta đi chiều chiều. Em đi khi 12 giờ á chị. Vậy cái tiệm nó bị ế. Chuyện xăm cái ngôi sao có sao không trai? Dạ em nghĩ là không sao. Sao đâu, chừng nào xăm cái đầu lâu mới có sao. Ngôi sao có tí xíu à. Ừ. Mẫu người bạn trai sao, em nói anh nghe coi sao. Anh coi được không? Màu người bạn gái cho anh. Ừ, quên bạn gái. Cao khoảng 1m50 trở lên. 1m50. Rồi, được. Vui vẻ, hòa đồng. Em chỉ cần thế thôi. Cần thế thôi hả? Dạ. Vậy thì chắc chắn được rồi. Anh sẽ qua xem thử coi hợp với đàn trai mình không nha. Dạ. Hai. Hello, trời ơi. Xinh quá. Xinh lắm em. Có hay ghen không? Ghen thì cũng có nhưng mà tùy thôi. Ghen quá thì cũng đâu có được. Đúng rồi. À, em thích bạn trai phải sống giản dị nha. Không có đua đòi. Sống giản dị như anh Linh vậy đó. Như anh hả? Đơn giản thôi. Đàn mày trai không có bị hô, không bị hói là được rồi. Còn cao thì cao hơn em đi, để sau này đẻ con ra thì cũng cao. Hay quá, biết canh ông ai về mới dám nói đừng hô đừng hói. Ông đứng đây mà nói là ông giận luôn. Chào kỹ sư. Nếu được thì chừng nào mình tiến tới hôn nhân? Kế hoạch thì là thứ nhất là sẽ nghe theo phía bạn gái, đi bạn gái. Vâng. Nhưng mà còn lại với em thì là em đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Sẵn sàng là cái gì? Dạ. Tức là lúa thóc đó chị, tiền. À tiền, rồi tiền. Có lúa rồi nhà đó. Cửa, nhà à, cửa đó. Sao em? Thì em mua đất ở dưới kia rồi, chứ còn lại thì nhà thì chưa có. Có đất là được rồi. Có đất là có nhà, dạ. Yên tâm. À, chủ yếu có lúa là được rồi. Được. Dạ. Bây giờ đó. Ngon à, ngon á nha, được á. Mình hỏi ý kiến người nhà, sau đó mình hát câu giao lưu lấy tình cảm trước khi gặp mặt nhau được không? Dạ được anh. Rồi hỏi kiến người nhà cái đi. Đội nhà trai đâu, đưa tay lên coi. Ồ, quá đông, quá đông. Rồi xin mời đại diện ơi. Vững thì là một người tự lập từ nhỏ. Hoàn toàn tự lập, không dựa vào bất cứ ai và kể cả gia đình. Theo cá nhân anh thấy thì cô bạn rất là xinh xắn. Ăn nói thì lễ phép. Thì hãy cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau cho nhiều hơn, kỹ hơn để tiến đến hôn nhân. Dạ, cảm ơn ạ. Em gái này mình đi với ai? Dạ em đi với dì với lại bạn. Đi với dì à? Dạ chào dì. Chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường. Cháu Hương thì nói chung là hiền, nhưng mà có một điều mà hồi nãy Hương chưa nói, đó là cái gì mà không ưng thì thể hiện luôn. Nói chung là tính hơi khó một chút. Mình đến đây là một cái duyên của chương trình tạo điều kiện cho chính kiến thì bạn là cháu Hương và bạn trai bên này. Rồi cảm ơn dì. Vẫn hát một bài hát nào đó, một đoạn nào đó để tặng đàn gái đi. Em ơi có phải ngoài trời đang mưa? Em ơi có phải trời đã sang đông? Mùa đông giá băng anh đang chờ, mùa đông ái ân anh đang tìm. Tìm màu áo cưới cho em. Ô hai mắt tình chợt buồn hay sao? Khi anh đã nguyện một đời yêu em. Dù cho nét môi son phai mờ, dù cho mắt xanh kia hững hờ, và dù năm tháng phôi phai. Hay quá, rất là ngọt ngào. Bên đàn gái có đáp lại bài nào không? Dạ không. Không, dạ có không. Phải không? Bây giờ rồi, chúng bây ta giờ chuẩn bị gặp mặt nhau nha. Nào hai bạn gặp nhau đi. Thì tặng em nhân ngày đầu gặp mặt. Cảm ơn. Đây là cơ duyên lần đầu tiên hai bạn gặp nhau đó. Thời gian dành cho các bạn bắt đầu. Anh tên là Vững, sinh năm 88. Năm 8. Năm nay là 30.
30, hợp tuổi với em. Như anh nói là nếu mà tìm hiểu được á, trong năm nay là anh cưới được chưa? Được em. Được hả? Trong năm nay được. Tại vì mẹ em cũng hối em cưới lắm rồi. Còn thời gian này mẹ cũng bệnh á, nên muốn làm mẹ vui lòng. Thì nếu mà được thì năm nay cưới em thấy cũng được. Không phải 2 năm nữa mới cưới. Tại em coi tuổi. Em nói còn nói gì nữa không em? Nói luôn với anh đi. Dạ, tại hồi trước cũng một thời gian đi nghiện coi bói nên cũng hơi kén đó. Dạ. Thầy bói nói cũng không được quen người cùng quê. Hả? Nên... nay coi lại là cùng quê cũng lấy dạ, được. Dạ. Đổi phong thủy rồi đó. Giờ để em tin anh Quyền Linh vậy. Chuyện mình hẹn hò sao? Bây giờ lần đầu tiên mình cảm nhận về nhau thế nào các bạn? Em có mái tóc và nụ cười rất đẹp. Dạ em cảm ơn. Da trắng. Nói chung là đẹp ngoài sức tưởng tượng của anh. Nói chung là nhìn ảnh cũng có duyên. Nhưng mà hơi ốm thôi, nhưng mà chắc về nuôi mập được. Đúng rồi, phụ nữ khéo tay nuôi là mập thôi. Chuyện tiền bạc con cái thì sao? Tiền bạc thì anh muốn ai giữ, nhưng mà em vẫn muốn em giữ hơn. Rồi hỏi trả lời luôn. Tự hỏi từ trả lời luôn. Đàn ông làm nhà, đàn bà làm cửa. Dạ, anh có nóng tính không? Tính nhà anh thì nói chung là rất hiền, nhưng mà có đôi lúc cũng nóng. Nóng mà anh có bao giờ anh đánh không? Không, nóng là nói chung là anh ngủ à. Không có. Tiền ảnh đưa cho em giữ rồi đó. Dạ. Nhưng mà thí dụ như bây giờ ảnh làm lương ra được 10 phần thì em đưa lại cho ảnh bao nhiêu phần? 2 phần thôi. 2 phần đủ không em? Đủ chứ chị. Đủ không em? Nói chung là thì em... vợ cho bao nhiêu thì xài bấy nhiêu. Trời ơi, sao cái cặp này nó giống như đầu từ kiếp trước có hẹn nhau vậy? Bây giờ bạn trai có một cái món quà định vẽ. Ồ, để dạ tặng cho. Trời ơi, tặng đi. Cô gái. Thời gian có hạn. 5, 4, 3, 2, 1 bắt đầu. Đúng không? Lên đây vẽ người ta mới tin mình là ông thầy đồ. Vẽ sẵn ở nhà cũng được. Người ta không tin. Quay phim để gửi lại. Chắc chữ ngủ quá. Hả? Chữ N rồi đó. Ngủ. N là chữ nhậu đó. Thấy chưa? Chữ H kìa. N, H, A. Ừ. Nhậu đâu mà nhậu. Tổng kết là nhớ nhậu. Hết thời gian. À, có duyên gặp mặt ngày hôm nay thì hy vọng sau này từ ngày hôm nay thì mình sẽ luôn nhớ về nhau. Tặng em. Thôi bây giờ tặng quà cũng rồi, tâm sự hết rồi, bây giờ đến thời gian bấm nút. Bạn trai có muốn nói gì với bạn gái không trước khi quyết định? Thì gặp được em anh rất vui, hy vọng là hai đứa mình sẽ tiến tới. Rồi hết thời gian. Rồi. Rồi, bây giờ thì chúng ta đã đặt tay vào nút bấm. Hãy đưa ra sự quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1, 2, 3. Hết thời gian. Rồi, nắm tay nhau đi hai bạn. Bây giờ chính thức hẹn hò với nhau. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 lấy chiến thắng gửi tặng các bạn. Chúc các bạn sẽ có một không gian thật là lãng mạn để yêu nhau nhiều hơn. Bây giờ thì không thể thiếu nhà một cái nụ hôn đầu tiên ha. Hôn đi bạn. Hôn nha. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Phần quà đặc biệt dành cho các bạn là một Smart TV cao cấp UBC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth, điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên cả TV rất tiện lợi. Gửi tặng hai bạn máy nước nóng hiệu Senton, máy nước nóng hiệu Atlantic với tổng trị giá 7 triệu đồng gửi tặng hai bạn. Chúc các bạn hạnh phúc và mau tiến tới hôn nhân nha.